Yo, hello mọi người, hôm nay video này mình sẽ nói về cái cơ chế chiến đấu tổng quát của CZZ ha, của Zenless Zone Zero. Những vấn đề như là phản ứng nguyên tố, cách gắn ấn, cũng như là nhân vật thuộc hệ, thuộc phe nó ảnh hưởng như thế nào khi mà sắp team. Tại ngoài nguyên tố ra nó còn có phe phái nữa. Và cuối cùng là giải thích cái giao diện chiến đấu. Đây là phần tổng quát nhất, mà trước khi mà đi vô chi tiết về build nhân vật này nọ nên phải biết cái phần này ha. Này chơi thấy cũng hay rồi đó, làm video hướng dẫn số 1 nha. Thì mỗi nhân vật nó sẽ có cái hệ thì dễ hiểu đúng không? Cái hệ hỏa này, hệ băng này, hệ điện này, hệ vật lý này, thì nó cũng giống như bên Genshin thôi. Game này nó nói chung nó có mấy hệ vậy thôi. Mình muốn biết hệ gì mình coi, có hệ leader nữa, đó là hệ. Rồi tiếp theo phe là gì? Phe là anh em thấy cái logo không? Một nhân vật nè, thí dụ như chiến binh số 11 này nó có logo bàn tay nè, nó thuộc đội Obol. Nhưng chó nó thuộc cái phe nội trợ Victoria, có hình logo Victoria này. Ở nhân vật nhà anh Billy này thì thuộc cái đội thuộc phe nhà thỏ, tức là nó cùng cái logo, nó giống nhau, tức là cùng phe. Ví dụ như đây Nico là thuộc phe nhà thỏ xảo quyệt, mình thấy nè logo nhà thỏ thì nó chung phe với anh Billy. Nó khác phe với lại con sói nội trợ Victoria, tức là nó khác phe. Đó, tại sao mình phải cần biết cái cần cùng phe cùng hệ đó chi? Để khi mình sắp đội hình đó thì nó sẽ được thêm một cái gọi là cộng hưởng đội hình. Cùng phe hoặc cùng hệ, thì cái nhân vật đó sẽ được cộng hưởng đội hình, tức là nó thêm một cái skill nội tại nữa. Anh em có thể nhìn thấy bằng cái biểu tượng mặt cười nè. Đó. Cái trường hợp này mình sắp như vậy là ba con này nó đều kích được cái nội tại cộng hưởng đội hình. Hoặc là mình click vô đây mình cũng thấy nè. Đó. Hiệu quả năng lực thêm đang được kích hoạt 3/3, tức là ba con này đều có hết. Tại sao? Tại vì con Billy cũng lên được nè. Khi nhân vật trong đội cùng phe hoặc cùng thuộc tính thì sau khi đánh liên kích, mỗi lần phát động tuyệt kỹ sẽ khiến sát thương chiêu thức gây ra 50% cộng dồn 2 lần là 100% sát thương, hiểu không? Rồi năng lực thêm của con tóc đỏ này là gì? Là khi gắn cái debuff lên kẻ địch, damage dealer toàn đội tăng thêm 25%. Đó, còn như này gì? Sau khi phản kích khi né chúng cái địch, tức là đối counter, nó đánh mình né một cái, đánh lại đối counter thì họ phục hồi thêm 7.2 năng lượng. Đó lý do mình cần phải quan tâm tới cái cùng phe cùng hệ là chỗ này ha. Giả sử bây giờ mình gỡ ra thì cái mặt cười nó mất nè. Mấy con này đâu đúng không? Mấy con này là đang trong cái phe gọi là nhà thỏ nè, nhà thỏ khẩu xảo quyệt nè, nhà thỏ nè. Bây giờ mình gỡ ra ha. Gỡ bớt này ra, mình thay bằng một số 11 đi. Đội Obol, đội chiến binh nè, và hệ hỏa nè, khác hệ và khác phe nè. Đó, nó xuống nữa không? Nó còn 2/3, tức là trong ba con này có một con không lấy được nội tại. Mà con đó là con nào? Đó là con chiến binh số 11. Nó hình cái mặt màu xanh nè, ngang ra là tức là buồn ấy. Là nhỏ này nó không có được nội tại nè. Năng lực thêm 2/3 là chỉ có Billy với lại tóc trắng này được thôi, số 11 không được. Bây giờ sao? Bây giờ mình đang muốn chơi số 11 tại nó 5 sao, nó là ếch, nó ngon nhất, nó phải kích chứ. Thì bây giờ muốn cho này kích mình phải bỏ một con cùng hệ hoặc cùng phe. Thì mình bỏ này ra, mình kiếm một con đội Obol hoặc là hệ hỏa, giống như đây gấu bỏ vào. Như vậy thì ta thấy gì? Số 11 nó cười nè, nó màu vàng cười. Con gấu này cũng là hệ hỏa, hai con cười. Thì trong trường hợp này Billy nó không có ai chung hệ, không ai chung phe, thế là 2/3 và thằng Billy là bị mất. Anh em cứ vậy mà tính ha. Thì mỗi loại nguyên tố trong game này nó cũng sẽ có nhiều loại nguyên tố, mỗi cái nhân vật nó đại diện một nguyên tố khác nhau, ví dụ hỏa, băng, lôi gì đó. Thì mỗi nguyên tố nó sẽ có một cái hiệu ứng riêng của nó, một cái debuff riêng. Thí dụ hệ hỏa thì nó có cái hiệu ứng thiêu đốt, tức là khi mà đánh lên con quái thì con quái sẽ bị mất máu từ từ. Tiếp theo hệ băng thì nó có hiệu quả là đóng băng lại, không cho con quái nhúc nhích, còn như choáng, giống như stun rồi đó. Rồi sau đó thêm một cái hiệu quả xương lạnh, là băng đang ngon nha, băng nó có hai hiệu ứng luôn, khống chế này và xương lạnh. Lại làm gì? Xương lạnh để tăng đam bạo kích. Đó, cứ thế mình tính. Điện thì có sốc điện, sốc điện giật cái gây sát thương đau điện. Ngoài ra nó còn gián đoạn khả năng hành động. Đó thì mình cứ đọc ha. Vật lý làm gì? Vật lý thì nó ra cái hiệu quả cường kích. Cường kích tức là làm gián đoạn hành động và gây lượng lớn đa vật lý. Ngoài ra nó thi triển thêm một cái hiệu ứng đi kèm là sợ hãi. Cái hiệu ứng sợ hãi tức là tăng cái điểm làm choáng mục tiêu trong một thời gian dài. Điểm làm choáng là cái thanh vàng vàng dưới cái máu. Một chút cuối video mình sẽ nói phần giao diện, mình sẽ giải thích mấy cái chỉ số. Cơ bản là nói chung là mỗi loại nguyên tố nó sẽ có hiệu ứng khác nhau, nhưng đặc biệt chỗ này không phải là mình chỉ đánh nó lên cái là nó gây ra hiệu ứng lần đâu. Nó không phải là gắn ấn giống Genshin. Gắn ấn này thì lâu hơn. Gắn ấn đây nó cần một cái khoảng thời gian, nó cần tích lũy đủ cái số lần mà gây sát thương nguyên tố lên kẻ địch thì nó mới ra được cái hiệu quả đó. Ha, con quái bình thường nó không có gì đâu, mình phải đánh nguyên tố lên mới được. Trong trường hợp này nhân vật này đang đánh mà không có hiện cái gì là nó đang đánh vật lý. Nó đang đánh là không có hệ. Cái đòn đánh thường là cái đòn đánh không có hệ nha. Nó không có nguyên tố. Thì con này nó phải đánh đòn thứ ba nó mới có điện trong người, nó là nhân vật hệ điện. Thì cái cách chơi của nó là đánh 3 đòn thì nó sẽ tụ lực, nó ra điện. Hoặc là đánh chiến kỹ tức là chiêu E. Nó mới đó, khi mà nó gắn được nguyên tố lên nè thì nó xuất hiện cái ấn màu tròn. Nhưng mà lúc này chưa có hiệu ứng gì cả. Cái này nó chỉ là mới bắt đầu gắn thôi. Bây giờ cái việc của mình là sẽ đánh liên tục sát thương nguyên tố điện vô lôi á, cho nó đầy cái vòng tròn đó, thấy không nè. Được khúc à. Con này thì nó kích hơi chậm. Nó đánh chuyện nó được đó, hơn nữa bình rồi nè. Rồi tới lúc này khi mà nó đầy xong cái vòng tròn màu xanh tức là lúc này là mình đã gắn được cái ấn, gắn được cái hiệu ứng xấu lên người đó. Trong trường hợp điện thì nó gọi là hiệu ứng sốc điện đó, nó có chữ sốc nè. Rồi bây giờ tới phản ứng nguyên tố nè, đây là coi như là mình đã xong. Thường thường nếu mình chơi đội hình mà không có nhiều nguyên tố, chỉ có điện không thì cứ đánh vậy thôi, đánh vậy nó sẽ gây hiệu ứng, gây thêm sát thương. Nhưng ở game này nó có gọi là phản ứng nguyên tố nữa, nó gọi là hỗn hợp. Thì khi một cái con quái nó bị dính cái sốc điện rồi, tức là mình gắn ấn điện, sau đó mình làm đầy 100% cái vòng tròn điện. Lúc này mà mình ví dụ nè, nó đã đầy tròn rồi, thấy không, đầy tròn đang bị sốc điện nè, cái người xanh xanh nè, mà mình chuyển qua con khác đây đang bị sốc rồi ha, sốc rồi nè, chuyển qua con khác đó, chuyển qua Billy. Bây giờ mình sẽ gắn thêm một cái ấn vật lý nữa, cái này là vật lý đó. Con quái nó vẫn còn bị xanh xanh, nó vẫn bị sốc điện nha. Mình gắn ấn thứ hai và nếu mà mình làm đầy 100% cái vòng tròn màu vàng vật lý này nữa thì lúc đó con quái nó nhận hai cái, nó bị chồng thêm cái hiệu ứng thứ hai của nguyên tố khác. Thì cái game này gọi là cái gì hỗn hợp đó, mình không có nhớ tên dịch thuật của nó khó nhớ lắm, nhưng mà đại khái mình nói là phản ứng ha, hai cái chồng vô. Đó, Disorder nè, hỗn loạn nè, Disorder này là cường kích, vậy là cường kích. Nó là cái hiệu ứng của vật lý, nhưng lúc này nó có Disorder nữa, tức là nó chồng lên, nó hỗn loạn lên, nó gọi là phản ứng ha. Đó là cách gọi là mix hai cái dạng phản ứng khác nhau lên cùng một đối tượng. Cơ bản là phản ứng nguyên tố trong game này chỉ vậy thôi. Tác dụng của nó là gây thêm sát thương và tăng điểm choáng, cái điểm choáng quan trọng lắm. Rồi. Bây giờ mình tới điểm choáng là gì ha. Phần 3 mình sẽ thích về giao diện. Rồi bây giờ mình sẽ thích về giao diện ha. Đầu tiên là sẵn mình nói tiếp vụ điểm choáng. Choáng tức là cái thanh vàng vàng phía dưới thanh máu này nè. Mình gây sát thương lên nó thì nó sẽ tăng dần dần. Và khi nó đầy cây này thì nó vô trạng thái choáng, và khi vô trạng thái đó nó sẽ nhận thêm bội số sát thương, tức là gia thêm sát thương phải nhận. Bao nhiêu phần trăm thì một chút nó có ghi, em coi nè. Nó đang tăng lên nè, chuẩn bị lên 100% đã đầy á, 78% rồi nè. Gây sốc điện lên cho nó mau bị choáng. Rồi khi mà nó đầy cái cây choáng đó thì anh em sẽ nhìn thấy màn hình nó cho phép mình đổi nhân vật, quýt quá một cái có sự kiện QTE đổi nhân vật. Ngoài nó bị choáng này nè, nó bị đầy thanh choáng phía dưới thanh máu. Và ngoài ra nó sẽ có con số hiển thị lên là đam 150%, này là gọi là bội số sát thương choáng. Bây giờ con quái sẽ nhận thêm 5% sát thương nữa. Và nó bị đứng yên nữa. Và cái thời gian nó sẽ trừ từ từ nha. Nói chung là thời gian này nó không có vô hạn đâu. Nó trừ hết cái thanh màu xám này nè. Cái thanh màu xám nó trừ hết là nó sẽ đứng tĩnh lại. Rồi, nó tĩnh lại đó. Tĩnh lại thì bắt đầu mình lặp lại quá trình từ đầu, tức là mình sẽ đánh cho đầy cái cây chóm màu vàng này lên y như hồi nãy. Rồi tiếp theo là một số chỉ số khác anh em cần quan tâm trong cái giao diện này. Cái này em thấy gì này không? Cái này gọi là decibel. Decibel giống như là mana để xài chiêu nộ vậy đó. Anh em khi mà đạt 3.000 điểm maximum này nè thì mình có thể sử dụng được cái chiêu nộ này, hiện thị chỗ này ha. Chiêu tuyệt kỹ, đó gọi là tuyệt kỹ của nhân vật. Rồi tiếp theo là nhân vật đi. Cái màu xanh này là máu của nhân vật. Phía dưới màu xanh nó có một cái ống thì gọi là cái ống năng lượng. Năng lượng để làm gì? Để đánh cái chiêu E. Chiêu E này nè, trong game này gọi là chiến kỹ. Thì chiêu E này không phải màu xanh mới dùng được nha. Bình thường nó chưa có màu xanh này, nó không có năng lượng thì nó tối thui à. Mà khi mà mình đầy được một nấc thì bắt đầu nó xanh lên. Và mát của nó chứa được 2 nấc. Tức là khi con nhân vật Billy này nè, nó sẽ đánh được 2 lần chiêu E mà trong trạng thái xanh, gọi là siêu chiến kỹ ha. Nếu là mình không xài được nha, mình vẫn xài được. Cái chiêu E trong game này nó không có cooldown, anh em nhấn liền cũng được, nó giống như đánh thường nha. Nhưng mà khi đánh thường như vậy nó chưa có sáng màu xanh lên thì nó còn yếu lắm, nó gọi là chiến kỹ thôi. Nhưng mà nó sáng lên màu xanh lên, nó có năng lượng thì gọi là siêu chiến kỹ. Thì làm sao biết khi nào mình xài được? Cái ống năng lượng nè, mình đánh thường mình bò vô thì nó sẽ đầy. Và thông thường một nhân vật nó sẽ chứa được 2 cục siêu chiến kỹ, 2 cục màu xanh chiêu E. Hiện tại con gấu này chưa có cái gì nè, còn 2 con trong đội nó đã đầy rồi nè. Đầy tức là nó đánh được chiêu E này 2 lần tùy nhân vật ha. Nhân vật đánh được 2 hay 3, có con đánh được 3 lần nữa. Đó là năng lượng để xài cái siêu chiến kỹ, tức là một dạng chiêu E cường hóa nha. Còn cái năng lượng này gọi là decibel. Cái năng lượng BTS này nó dùng để đánh chiêu nộ tuyệt kỹ. Rồi phần cái chỗ này là đánh thường thôi, này đánh thường spam lên lịa. Cái A này nè là lướt, cái này là chiến kỹ. Nói chung game này nó không có nhiều nút, nó không có nhiều chiêu đó. Chiến kỹ nè. RB này là đổi nhân vật, thì nó gọi là trong game này nó gọi là gì, thay đổi á, mình không có nhớ tên của nó trong game nhưng mà đại khái mình hiểu là đổi nhân vật ha. Nó tổng cộng nó có 6 nút. Chỉ hoàn hảo là khi mà con quái á, nó có tia chớp vàng nó tụ lực nó đánh mà mình đổi nhân vật ngay thời điểm đó thì nó gọi là chiêu tiêu hảo. Này không đúng nè, sai đúng không? Nó không có mất cái vàng nào nè, sai, không được, chậm rồi đó. Đó, mất cục vàng này nè. Đó, mất cục vàng thứ 2. Đó, mất cục vàng thứ 3. Mất vàng thứ 4. À, mất vàng thứ 5 đó. Cái nữa là hết. Thì nó có 2 dạng mà gọi là chi viện hoàn hảo như vậy. Nếu mà nhân vật mà dạng là melee á, cầm nói chung mấy con cận chiến đánh gần á, thì nó ra một cái gọi là chi viện hoàn hảo chống đỡ, tức là đòn berry, nó làm gián đoạn kẻ địch và nó pen một cái. Còn đối với những con tầm xa sử dụng súng hoặc là pháp khí chuyển thì nó sẽ không có berry mà nhảy lùi về, nó làm chậm thời gian cái và nó sẽ bắn giống như con Billy này ha. Nó có 2 dạng vậy thôi. Rồi thấy không, xài hết rồi nè. Bây giờ làm sao hồi lại được thì có 2 cách. Thứ nhất là dùng liên kích, thứ hai dùng tuyệt kỹ. Tuyệt kỹ là chiêu nọ, nếu đánh chiêu nọ mình hồi được 3 cục, còn hả đánh liên kích đó thì mình hồi được 1 cục nè. Liên kích nè, muốn coi liên kích, chuẩn bị có liên kích nè. Rồi liên kích nè, hồi 1 cục nè, liên kích tiếp nè. Cái đó gọi là liên kích đó, thấy không? 1 lần liên kích được 1 cục, 2 mình mới liên kích, tức là đổi nhân vật. Đổi nhân vật khi mà nó bị chót hạ xuống. Rồi bây giờ có chiêu nọ nè, đánh chiêu nọ mình sao được 3 cục, hiện tại mình có 2 đúng không? Đây phải làm hồi được 3 cục nữa 5 cục rồi. À, cứ thế mà xài. À còn quên cái nữa là về dodge counter, thì game này có một cái cơ chế dodge counter và dash attack, tức là lướt đánh. Rồi ngoài đó nè, không nó có kỹ năng lướt đánh nữa, lướt tới cái đánh, lướt tới cái đánh và dodge counter, tức là khi mình né tránh, né tránh xong cái mình bắn cái mình sẽ có một cái đòn phản đòn, gọi là dodge counter, nó mạnh hơn. À đó là hết tất cả những giao diện trong nhân vật này. Còn sau này mình nghiên cứu thêm thì từng nhân vật nó sẽ có cái năng lực đặc biệt. Ví dụ như con này nè, à thí dụ ha, cái con này cái lối chơi của nó sẽ là cái việc ngồi bắn, hả, cái sát thương. Đây đòn mạnh nhất à. Rồi lại ngồi bắn, đè chuột luôn. Đây là cái cách chơi của Billy. Nếu quái đông thì mình dùng cái liếc bắn để bắn lan. Gắn ấn nguyên tố của lẹ ghê không? Bào à. Ok. Chết. Rồi vậy ha, video cơ bản vậy thôi. Sắp tới mình có làm tiếp nội dung về cái GGG này, mình sẽ chơi từng con và coi cái con đó nó chơi như thế nào.